Vẻ đẹp bên ngoài sẽ bắt nguồn từ sức khỏe bên trong. Saffron mật ong đã tốt nay còn tốt hơn khi ngâm với sâm. Dùng đều đặn mỗi ngày giúp ngủ ngon, người khỏe ra và da đẹp. Dùng làm quà cho ông bà và ba mẹ thì đúng là chuẩn lắm luôn. Trước khi ngâm sâm với mật ong saffron thì mình sẽ rửa sạch những cái củ sâm này trước nè. Tiếp theo mình sẽ cắt đi phần đầu, phần rễ của củ sâm. Vì Natalie ở Canada nên là mình dùng sâm Canada có ưu thế về tính mát nên đặc biệt phù hợp cho những ai hay bị nóng trong người. Dùng vào mùa hè khi thời tiết nóng nực, cơ thể dễ mất mồ hôi hay bị khô họng, mệt mỏi, chán ăn, tiểu gắt, táo bón. Còn những ai mà sợ lạnh này, chân tay hay bị lạnh, cảm lạnh thì nên sử dụng hồng sâm của Hàn Quốc bởi vì nó có tính nóng, thích hợp vào mùa thu đông cho những ai hay bị cảm và thường bị buốt lạnh tay chân. Các anh chị em, cô chú và các bạn có thể cắt lát ra và ngâm hoặc là có thể để nguyên củ và ngâm cũng được. Thì mình thấy cắt lát ra thì sâm nó dễ ra chất hơn. Mật ong thì mọi người có thể tùy thích mật ong nào cũng được, miễn sao là mật ong thật là được. Saffron mà mình sử dụng có độ giòn nhất định, mọi người có thể nghe thấy tiếng giòn tan. Loại saffron mà Natalie đang sử dụng là loại saffron Supernatin được nhập khẩu chính ngạch từ Iran. Sợi bên mình đỏ tươi không hề có chân vàng luôn. Sau khi sử dụng máy xay xay thành một loại bột mịn như thế này thì mình sẽ đổ vào hũ mật ong. Nếu mọi người không có máy xay thì có thể giã bằng cối hoặc có thể dùng kéo cắt nhỏ cũng được. Trong saffron và sâm đều chứa dược chất saponin, là một loại dược chất cực kỳ quý hiếm, giúp tái tạo tế bào, tăng cường đề kháng, tăng hệ miễn dịch, chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe. Mật ong có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn. Cách sử dụng đúng là không pha với nước sôi vì sẽ làm mất dược chất. Đủ là mình sẽ pha một thìa nhỏ saffron mật ong cùng với 200ml nước ấm, đều là cần duy trì mỗi ngày nha mọi người. Khi sử dụng mật ong thì mọi người nên sử dụng thìa gỗ hoặc thìa nhựa, tránh tiếp xúc với đồ inox bởi vì nó sẽ sinh ra những cái hoạt chất không tốt cho sức khỏe. Saffron khi hòa quyện chung với mật ong sẽ cho lên màu đỏ tươi và sánh đặc, cực kỳ thơm ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe. Những ai mà hay bị mất ngủ và đau dạ dày thì rất là nên có saffron mật ong tại nhà nha. Tiếp theo là mình sẽ bỏ những cái lát sâm lúc nãy cho vào hũ ngâm. Ngâm sâm chung với saffron mật ong thì mình nên để thiệt là lâu, vì để càng lâu sẽ càng tốt, dược chất trong sâm và saffron sẽ tiết ra. Trong mật ong có tính kháng khuẩn rất cao nên là mọi người không có sợ bị mốc hoặc hư hại đâu nè. Bảo quản ở nhiệt độ phòng nơi thoáng mát là được. Dùng thìa gỗ trộn đều lên để các chất trong sâm, saffron và mật ong có thể thấm và ngấm cùng với nhau. Hũ ngâm như thế này là một hũ mà nhà nhà nên có để giúp đẩy lùi bệnh tật, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là những người lớn tuổi sử dụng sâm rất là tốt. Natalie để lại một lát sâm cuối cùng để mình vét những cái mật ong còn lại trên thìa xuống dưới hũ ngâm. Những lát sâm khi ngâm nổi lên trên bề mặt như thế này thì có nguy cơ sẽ bị mốc lắm, nên là mình sẽ để ở tủ lạnh ngăn mát nha. Ngoài cách cắt lát ra thì mọi người có thể cho cả một củ vào như thế này cũng được, không sao hết. Giống như cách bố mình thì hay ngâm sâm chung với saffron và rượu thì cũng cho cả một củ to vào luôn. Như vậy là đã hoàn thành xong các bước ngâm sâm rồi. Natalie mong rằng video này sẽ giúp ích cho mọi người. Và nếu như mọi người đang tìm kiếm nơi mua saffron uy tín chính hãng, chất lượng tốt thì hãy inbox cho mình nhé. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình. Chúc mọi người và gia đình có một sức khỏe dồi dào. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.